nội tiết tố nữ estrogen là một trong những hormone quan trọng trong cơ thể của người phụ nữ. Quy định các biểu hiện của giới tính nữ, bình thường nồng độ estrogen của phụ nữ dao động từ 50 pg trên 1 ml đến 400 pg trên 1 ml. Theo nghiên cứu của các chuyên gia cho biết, phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau đều phải gặp các vấn đề rối loạn nội tiết tố nữ. Điều này đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ cho quan hệ sinh hoạt vợ chồng và làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình. Và thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã phần nào nói lên được chủ đề của chương trình ngày hôm nay, làm thế nào để có thể hạn chế được việc lão hóa da cũng như là tăng cường nội tiết tố cho cơ thể là vấn đề mà bất kỳ chị em phụ nữ nào cũng quan tâm. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình những vị khách mời có thể cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin thật là hữu ích về vấn đề này. Đầu tiên xin được giới thiệu với quý vị và các bạn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, giảng viên cao cấp của Học viện Quân y, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam. Vâng, xin chào MC Thúy Quỳnh và kính chào các quý vị khán giả. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu với quý vị và các bạn ông Đới Xuân Hùng, giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ HTVina. Xin chào MC Thúy Quỳnh, xin chào tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do. Thưa Phó Giáo sư, chúng ta đều biết rằng là nội tiết tố có vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể của chị em phụ nữ. Nhưng mà cụ thể thì cái vai trò này nó như thế nào? Và cái nguyên nhân nào nó dẫn đến tình trạng rối loạn nội tiết tố ạ? Vai trò nó vô cùng quan trọng. Khi người phụ nữ đang trẻ thì nội tiết tố đang đủ đầy, thì các hoạt động, các chuyển hóa bên trong có thể hoàn toàn bình thường. Thế nhưng khi bị suy giảm nội tiết tố nữ thì bắt đầu có dấu hiệu bệnh lý sẽ xuất hiện. Về nguyên nhân thì có nhiều. Người phụ nữ sau 30 tuổi thì đã bắt đầu có những rối loạn, những cái suy giảm cái nội tiết tố mà chủ yếu là buồng trứng. Nguyên nhân thứ hai là sự căng thẳng, các cái ăn uống và một số dùng các cái thuốc khác. Và theo tôi được biết thì để cân bằng được nội tiết tố trong cơ thể của người phụ nữ, một số chuyên gia là hướng đến việc là khuyên chúng ta nên bổ sung estrogen dưới dạng thảo dược. Vậy thì estrogen dưới dạng thảo dược thì có thể tìm thấy ở những cái sản phẩm ở đâu ạ? Về estrogen từ thực vật, phytoestrogen thì nó có nhiều, có lẽ có nhiều nhất là trong tinh chất mầm đậu nành, một số loại mầm khác cũng có. Ngoài ra thì còn những cái thành phần nào để có thể giúp cho chị em phụ nữ giữ gìn nét thanh xuân cũng như là tăng cường nội tiết tố ạ? Tôi lấy ví dụ như là cái collagen, có lô hội, tảo xoắn spirulina, vitamin C, biotin. Cái acid amin nữa cũng rất quan trọng đối với làn da của phụ nữ, đó là L-Cystine. Vâng, như thế thì chứng tỏ là có rất là nhiều những cái thành phần có thể giúp cho chị em phụ nữ làm đẹp, đúng không ạ? Và để tìm hiểu rõ hơn về những thành phần mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do vừa đề cập, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Việc tăng cường nội tiết tố nữ hay hạn chế việc lão hóa, tìm lại làn da tươi trẻ là mong muốn của bất kỳ chị em nào đang gặp phải những vấn đề trên. Vì thế, chị em nên có chế độ ăn uống đầy đủ, bổ sung thêm các chất thực phẩm giàu nội tiết tố nữ hoặc bổ sung estrogen như sử dụng sản phẩm có hoạt chất Isoflavone có trong đậu nành, lô hội, tảo xoắn, đặc biệt là chú ý đến collagen peptide, một dạng thủy phân của collagen rất hay được sử dụng. Và tôi được biết là những cái thành phần mà xuất hiện trong đoạn phóng sự vừa rồi thì đều có mặt trong cái sản phẩm là tảo xanh collagen Hera, mà đứng đầu là tảo xoắn Nhật Bản và collagen peptide. Thì là một người quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp của chị em phụ nữ, thì ông có thể nói rõ hơn những cái thành phần này cũng như là nó có cái điều gì khác biệt so với những cái loại collagen thông thường ạ? Như tất cả chúng ta đều đã biết thì tảo Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng và được ứng dụng đặc biệt trong cái quá trình là chăm sóc sắc đẹp cũng như là sức khỏe cho chị em phụ nữ. Và với sản phẩm tảo xanh collagen Hera thì thành phần chính là tảo xoắn Spirulina, là thành phần đặc biệt và đã được chứng minh từ rất nhiều công trình nghiên cứu trên toàn thế giới. Và với hơn 50 vi chất khác nhau như là vitamin E này, selen hay là diệp lục tố, vân vân, thì tảo xoắn Spirulina là thành phần đặc biệt giúp quá trình chống lại quá trình oxy hóa mạnh, giúp ngăn cản cái quá trình chống oxy hóa làn da. Thế nhưng mà trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những cái sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để mà chị em phụ nữ có thể lựa chọn. Thì theo ông thì tảo xanh collagen có cái đặc tính gì mà nổi trội hơn so với những cái sản phẩm khác để cho chị em phụ nữ có thể lựa chọn ạ? Trong sản phẩm tảo xanh collagen thì cái nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ rất nhiều cường quốc ở trên thế giới về thực phẩm chức năng, như đó là Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản hay là Thái Lan. Và điều thứ hai nữa đó là trong thành phần của tảo xanh collagen Hera thì có các nguồn nguyên liệu. Thứ hai nữa đó là cái tỷ lệ pha trộn rất là đặc biệt. Và thứ ba đó là sự kết hợp của một bộ máy dây chuyền hiện đại được đảm bảo của Bộ Y tế. Cái sự kết hợp đó thì sản phẩm tảo xanh collagen Hera sẽ là sự lựa chọn tối ưu. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, để mà giữ lửa cho tình yêu cũng như là giữ gìn hạnh phúc hay là chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn nét thanh xuân cho cơ thể thì chị em phụ nữ có thể tìm hiểu những cái sản phẩm chăm sóc sắc đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.